cha mẹ bỏ, chồng qua đời, con gái cũng qua đời vì bệnh tình, nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý tâm trạng tồi tệ nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Xót xa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cuộc đời bà gian truân từ nhỏ đến lớn. Nghệ sĩ Kiều Mai Lý, tên thật là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo, đông con. Bà có 9 anh chị em nhưng chỉ mình mỗi bà là phải sống xa cha mẹ. Kiều Mai Lý kể, khi bà khoảng 1 tuổi thì mẹ mang thai đứa em kế. Một đêm nọ, mẹ nằm mơ thấy bà té sông chết nên rất hoang mang. Rồi không biết nghe ai mách bảo, bố mẹ quyết định cho bà làm con nuôi của một cặp vợ chồng hiếm muộn trong xóm, định rằng sau khi sinh con xong sẽ đón về. Thế nhưng, vắng tình thương cha mẹ ruột, lại được bố mẹ nuôi cưu mang yêu thương hơn con đẻ, dần dần Kiều Mai Lý xa cách với gia đình ruột thịt và không muốn quay lại chốn cũ. Bản thân Kiều Mai Lý cũng hiểu chuyện và lam lũ khi còn nhỏ. Lúc 7 đến 8 tuổi, bà đã biết phụ giúp bố mẹ. Khuya thì bật dậy ra chợ bà chịu lấy bún, lấy rau về bán. Dù gật gà gật gù mở mắt không lên nhưng chưa khi nào bà lười biếng. Rồi lúc bố mẹ chuyển sang bán cháo cá, nữ nghệ sĩ cũng hăng hái phụ giúp công việc rửa chén. Năm 10 tuổi, bà đi gánh nước phụ gia đình. Muốn mua đôi dép mới, bà phải đi gánh thuê cho người ta chứ nào dám xin tiền của bố mẹ. Thế nhưng, sau một tháng trời, bà bị lừa hết tiền công một cách oan ức. Kiều Mai Lý khi trẻ có giọng hát trong và lãnh lót chứ không khàn như bây giờ. Khi học cấp 2, vì mê cải lương nên trưa nào tan học bà cũng chạy ra xem đoàn diễn vài ba tiếng mà không chán. Về nhà cũng bắt chước lại các anh chị nghệ sĩ hát góp vui. Anh rể thấy nữ nghệ sĩ có giọng hát hay mới dẫn bà đến gặp thầy Năm Đồng dạy đờn ca tài tử để học hát. Nhờ sáng dạ nên Kiều Mai Lý ca tới đâu chắc tới đó. Được một thời gian, thầy dắt bà đi diễn và đặt nghệ danh là Kiều Mai Lý. Năm 16 tuổi, trong một lần hát đám cưới, tiếng hát của bà lọt vào tai ông bầu đoàn Hoa Xuân Minh Há và từ đó xuất hiện một cô đào chánh. Làm cho khán giả vui nhưng cuộc đời của nghệ sĩ Kiều Mai Lý lại khá buồn. Tuổi thơ cơ cực, vừa có tên tuổi trong nghề thì lập gia đình. Được chồng yêu thương ủng hộ mở đoàn riêng nhưng do thời cuộc, đoàn bị thu hồi. Từ khá giả, hai vợ chồng bỗng dưng trắng tay. Tổ thương cho bà nhiều vai diễn trong nước và đắc xô hải ngoại để hai vợ chồng gây dựng lại. Gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm 2006, ông đổ bệnh rồi bỏ mẹ con bà ra đi, Kiều Mai Lý và con gái nương tựa nhau. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn cùng con gái rong ruổi trên đường phố Sài Gòn, đến phim trường, đến sân khấu. Nhưng cuộc đời lần nữa cướp đi lẽ sống còn lại của bà hiện sống đơn chiếc. Người con gái duy nhất bà yêu thương qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Sau 63 ngày của con, bà buồn và cũng ốm hẳn đi. Tuy sa sút là vậy nhưng hễ có đồng nghiệp tới thăm là bà Lý lại phấn chấn tinh thần đón tiếp với nụ cười trên môi. Nếu mọi người yêu thương Kiều Mai Lý, hãy like, share và đăng ký kênh để biên tập viên tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhé.